ngày mới. Nè mấy bạn phải nhìn vô cái người mà không khí Tết vẫn còn tràn đầy thấy không? Mùa xuân sang có con chim non hoa tiếng hót. Em cái phong cách của bạn giống như hoa hậu mà lỗi thời á. À, xin chào các bạn. Không phải sao hoa hậu và giường á. Đó là như vậy đó. Wow. Mặc bộ đồ này gì chúc Tết ai cũng lì xì con hiểu không? Nó hơi chật một chút nè, tôi đưa tay lên còn không được đấy không? Nói chung là bà đang khó thở đó. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Tôi sẽ đọc nhiệm vụ của năm ngoái. Em tên là Nguyên, hiện ở Sóc Trăng. Em có nghe bạn em nói thành phố Hồ Chí Minh có người thợ khắc chữ bằng tay tài hoa đã khắc lên bút của Tổng thống Mỹ. Em không biết có thật không, mà lại ở xa nên không tìm hiểu được. Nên em nhờ các thám tử tìm hiểu và xác minh giúp em. Để sau này nếu có dịp em đến thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ có mang quà lưu niệm ý nghĩa mang về nhà. Đó là thư đầu tiên sẽ giao nhiệm vụ khắc chữ này cho Bazo. Rồi. Và nhiệm vụ thứ hai để xin đọc luôn. Chào các thám tử dễ thương. Cô tên Liên, năm nay cũng U50 rồi. Hồi cô còn bé khi sống ở Hà Nội, cô rất thích nghe nhạc ca trù, thậm chí còn bị bố mẹ mắng vì trốn đi xem hát. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu rồi, cô không còn được xem một buổi hát ca trù nào nữa nên rất nhớ. Cô rất muốn được một lần xem lại. Không biết các thám tử có thể giúp cô được không? Cảm ơn rất nhiều. Nhiệm vụ này đã giao cho Miko Lan Trinh. Bây giờ ai sẽ lên đầu tiên? Bazo. Bazo. Ok. Mời mọi người xem clip. Có một khán giả gửi thư về cho chương trình muốn những thám tử vui nhộn chúng ta tìm hiểu về cái bộ môn khắc chữ. Mà tôi nói thiệt á, cái bộ môn khắc chữ á, tôi nó biết tôi nhưng mà tôi không có thân với nó lắm. Tôi biết có một người bạn đã từng khắc chữ với tất cả những người bạn của tôi. Ghê vậy? Ừ, thậm chí ảnh còn làm cực nhanh. Nếu vậy là đúng cái tôi đang cần rồi. Bạn dắt tôi đi đi. Đi liền, đi. Đi đi. Em chào anh. À. Em là cái người mà đi tìm một cái nghệ nhân là khắc chữ khắc hình á, thì bạn may bạn có giới thiệu em tới đây. Thực ra thì thế này, bên mình ở đây ai cũng là nghệ nhân hết, tại vì với những cái máy móc bên mình thì ai cũng có thể khắc được hết. Tức là nghệ nhân làm việc bằng máy hả? Đúng rồi. Mày đâm bàn đó anh, mày dẫn em đi đó. Ê khắc lên cái son kìa. Ủa. Ê nhanh vậy. Khắc đẹp không? Có máy hết, hay quá. Nếu mà bạn mà học để làm một nghệ nhân mà khắc thì bạn có thể phải mất 20 năm, 10 năm gì đó. Nhưng mà đến đây bạn phải làm mất 2 phút. Lát nữa chính tay bạn khắc luôn, mình sẽ hướng dẫn rất là dễ. Em tự tay làm nha. Chính tay bạn luôn. Trời. Viết cái gì vậy? Ê, có khi nào mình để bàn tay vô một cái nó viết lên không? Tôi sắp thành nghệ nhân rồi. Đừng có làm cản trở quá trình làm nghệ nhân của tôi. Sao không viết câu nào hay hay để về tặng vợ luôn? Gì đó. Xong hả? Trời, cái này chắc lủng da luôn. Cái này là mẫu sẵn rồi. Món quà tặng vợ. Đó. Ta ý nghĩa ta suy nghĩ. Ông để cũng không đều. Nghệ nhân khắc chữ. Không ngay chính giữa. Nhưng mà điều quan trọng là tôi đang đi kiếm một cái nghệ nhân khắc chữ bằng tay. Anh Đông, em biết là nãy giờ anh giấu nghề. Anh có phải nghệ nhân khắc chữ bằng tay không? Thực ra thì thế này, mình cũng đang học. Tại vì thực ra mình cũng đam mê cái đó. Mình làm máy nhưng mà mình cũng học bằng tay. Thì mình có biết một người có thể giúp các bạn cái này được. Mình biết công nghệ nhân người ta khắc tay đấy khá là lâu năm rồi. Cảm ơn anh đã giúp em ngày hôm nay trở thành nghệ nhân. Cũng cảm ơn anh Đông giới thiệu cho em. Cảm ơn anh. Cảm ơn món quà này của anh. Đây chính là nghệ nhân khắc chữ bằng tay. Mình quyết biết qua bác lâu chưa chị? Chị biết ảnh lâu rồi. Chị, tại vì chị may mắn là được một người bạn giới thiệu. Cho nên mỗi lần mà có những cái món quà nào quan trọng, cần có những cái nét khắc nó điêu nghệ và để mà giữ lâu thì chị và tới đây đúng xem không? Nó có đẹp. Dạ đúng rồi, dạ rất là đẹp. Thế chú làm nghề này lâu chưa ạ? Năm nay là 36 năm rồi. 36 năm hả chú? Lớn hơn số tuổi của con. Cái nghề khắc này là có ai dạy cho chú không ạ? Hay là cho con hỏi, nếu như để tìm một cái công việc khác thì bác đã bao giờ nghĩ tới chưa? Nói chung là không bao giờ nghĩ tới là một cộng với ai mà có cái đam mê được, cái gắn bó được mấy chục năm rồi, cho nên không bao giờ có ý định được một cái nghề khác. Dạ. Xưa ấy, một mơ rất cao mà mình học kiến trúc thì chú có năng khiếu từ nhỏ cũng thi vào kiến trúc của giáo dục đó. Thế nhưng mà chú vào học kiến trúc thì đến khi mà chú có quyết cộng với những cái giai đoạn những năm đó thì bạn bè ra trường thì cũng việc nào thì mình gần như là
suy sụp. Nhưng rồi lúc đó tình cờ chúng ta mới được như này này. Chúng mới thấy có những cái người ta người ta khác những cái thời đó tay thì không bằng cái máy được, con đắp bằng cái mũi nhỏ mà đi xong mình dùng cái sức đánh xuống. Khác như thế thì chúng tôi thấy người ta cũng khác không được đẹp lắm, thế nhưng mà quá hay. Cộng với cái sức khỏe thì một số bạn bè đã bảo tại sao có năng khiếu như vậy mà lại không ra được cái làm. Lúc đầu là nó cực khó, có như cái tay mình chai đi, thì đau anh bây giờ nó đỡ hơn. Và đồng thời bây giờ mình khắc phục trên đa năng hơn. Trên cái nhiều cái mũi này, chúng ta sẽ có nhiều được cái chất liệu. Trên tay, trên kiếm, trên sắt thép thì mình khắc phục thế. Có ví dụ như tôi nói như cái ngoài này ấy, thì mình khắc trên nhẫn, trên nhẫn, trên vàng. Và chúng tôi có trên nhựa, trên nhựa mềm, trên kiếm. Cái lớn như thế này thì chúng sẽ làm cái tượng như thế này. Ở đây là cái tượng là cái chất sừng trâu, sừng bò. Cái đó là chú tự tay khắc thành một cái hình luôn á. Xương gì em? Đó xương sừng trâu. Ok chưa? Sừng trâu, nanh heo nè. Cái này cái nanh heo nè. Hả? Sừng con rau. Cái này là những cái mà hồi xưa tôi học ở trong đại học kiến trúc. Một mảnh xương nữa. Cái đó là xương xương gì đó không nhớ rõ, nhưng mà chú khắc trên xương thành cái hình Phật đó. Đố với chú khắc mất bao lâu nè? Nửa ngày. 30 giây. 30 giây. Đúng nghĩa 30 giây. 30 giây. Cho con nhờ đi. Ghi lên gỗ chữ Quỳnh Trâm. Trời, đi tới đâu nhờ tới đó luôn. Thiên tài nhờ giả luôn. Cảm ơn chú. Qua tiệm laser nhờ được tấm bảng qua chú nhờ khắc thêm cái chữ này nè. Nguyễn Phước Cẩm Duyên. Có quà tặng cho May chứ. Hộp đựng xì gà hả? Hộp đựng mặt kiến. Vừa trong khoảng mình đánh dấu luôn ha. Kiểu giống như là ở ngoài tiệm mình thì cái đầu chú sẽ là cái máy tính á. Rồi đưa vô một cái. Cái này là phấn hả chú? Hay là gì ạ? Wow. Cái nước khó là cái này chế biến này thì mình nó là cái đồ cong. Dạ. Chứ không phải là chế biến đâu. Đúng rồi, nó cong. Wow, lên đẹp quá luôn. Trời ơi. Bây giờ con muốn học khắc rồi. Con muốn thử tự tay con khắc lên một món nào đó được. Chú có thể chỉ khắc lên bút nè. Ôi, chuẩn bị vậy luôn á hả? Mình phải chuẩn bị chứ. Mình phải cái tay kia mình phải biết đỡ đó. Hay quá. Đó, đi một nét thôi. Rồi, có tác phẩm để đời rồi. Ô, mày ơi, mày viết như thư pháp vậy thiệt. Nhìn như chữ in. Mày nhìn như thư pháp. Chú, còn hay là viết lên. Cho con mặc sao cái bảng này nha, để con tự con ghi nha. Dễ hơn, cho dễ hơn ghi viết hả? Bây giờ con sẽ ghi tên con nha. Hư tấm bảng rồi, thôi bỏ chú đi. Cái cây khắc của chú á, để mình có thể ghi được chữ mà theo ý muốn của mình rất là khó. Bởi vì khi mà chúng ta viết lên một cái vật thể á, thì thứ nhất là về quán tính, khi mà mình chưa quen thì nó sẽ bị trượt, mình không thể nào đi theo ý muốn được. Cho nên là phải có một quá trình luyện tập rất là lâu và quen được với nó. Khi mà viết cái chữ cá viên của mày, viết sao? Cá viên. Đúng là đây mình cũng có mang theo đây. Đúng là tại vì lúc viết á thì cái cây viết của chú nó giống như là một cái mũi khoan nhỏ xíu, nó sẽ xoáy và nó giống như nó có một cái đường đi riêng của nó. Mới lúc mình đặt lên mình phải kìm nó lại thì mình mới điều khiển được nét chữ của nó. Thì đây là nét chữ mà May viết thì đúng là mừng ơi. Giống như là nó có sự sống riêng của cây viết, nó có sự sống riêng của nó vậy, nó không có tâm theo ý mình. Cái nét chữ nó xấu lắm anh ơi. Nhưng trên thắc mắc vậy nè, là cái đầu của cái mũi đó là đốt hay là khoan? Trời ơi đẹp quá. Nó là một giống như một cái máy bào vậy đó. Ví dụ như miếng gỗ thì cái đầu nó sẽ khác. Ví dụ lên một cái miếng nhựa thì đầu nó sẽ khác. Kính cũng vậy. Nhưng mà nó khoan cho thành một cái lỗ hổm xuống, sau đó chú sẽ lấy trắng chú đè lên đúng không? Cái viết này là cái viết Hero. Thì lúc trước anh đi học á là anh cũng rất bơm là hay bơm mực. Đúng rồi, hồi đó anh đi học cũng học cái viết đó mà. Anh rất là hay viết cái... thường ra ngay cổng trường. Tại cổng trường thường thường là sẽ có những người lâu họ lắm khắc tên được. Và anh cũng có khắc tên trên cái viết này. Đây là bản khắc bằng laser. Hai sự khác biệt.
chữ viết tay, cái kiểu máy dĩ nhiên là nó sẽ đều và thẳng thàng hơn, nhưng mà nó không có hồn. Đúng rồi, nó không hề có hồn. Thậm chí bây giờ trong chiếc nhẫn của tôi vẫn khắc chữ bằng tay, giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy, nó sẽ rất là ý nghĩa. Ôi, tự tự động tự lên luôn ha. Ồ đúng rồi, khắc bằng máy thì mình thấy nó rất là vô hồn. Đó là vân gỗ á. Dạ, mình chuyển sang chủ đề ca. Ủa là giữ luôn ha, cái tấm bảng đó hả? Tấm bảng tay dặn vợ mà. Đâu có, em có ghi tên này sao em lấy được. Em nhìn thôi nè chả. Rồi, đây phía sau tôi có thử ghi nè, nhưng mà hư rồi đó. Có thử ghi mà khó lắm bỏ. Cảm giác giống như là lấy đinh đóng vậy. Được rồi, bà con tập trung vô hoa hậu. Tập trung vô hoa hậu và nhiệm vụ của hoa hậu. Rồi, mời thư ký giới thiệu cho hoa hậu đi. Rồi, nhiệm vụ của Miko. Hồi nãy đọc rồi mà ta. Ừ, được chưa? Là ca trù đó. Mấy bạn biết sao không? Cái hồi mà quay số hát bội á, cũng là Miko được đi quay. Thì mình hát bội và chèo á là nghệ thuật nó liên quan tới dân gian nhiều hơn. Có nghĩa là những người thường, người dân cũng được thưởng thức. Nhưng ca trù là dành cho vua chúa và quan. Có nghĩa là những người mà giới thượng lưu mới được xem. Và tới tận bây giờ ca trù vẫn là cái gì đó nó rất là cao, rất là xa vời mà có thể là mọi người không có cảm thụ được. Còn để cho mọi người biết được ca trù nghĩa là gì cũng như là cách hát và mọi người thấy được sự khác biệt thì em xin mời mời coi clip. Chào cô ạ. Ơi, chào Lan Trinh. Từ hồi bé là mình đã trốn nhà đi xem ca trù ở bên cầu Thê Húc ở Hà Nội á. Có du khách người ta đến, người ta tham quan là các cô chú ra hát một cái câu lạc bộ mà người ta chỉ hát chơi thôi cả buổi. Nó mê mẩn lắm, hát cả buổi, hát hết bài này qua bài khác. Vậy bây giờ mình đi tìm đến với nghệ nhân đi, một người đặc biệt để sẽ giúp cho cô Liên tìm lại được cái giai điệu ngày xưa thân quen. Ồ, Lan Trinh quen hả? Dạ. Con thám tử là con giỏi nhất ở trong tất cả các thám tử của du lịch thì thôi. Đúng rồi đó. Bỏ đoạn này, quen bỏ đoạn này. Ai hỏi gì là con tìm nói không có ngửa miệng. Lan Trinh tự tin nhà cô rồi. Thôi, con sẽ chứng tỏ cô thấy. Rồi, cô đã nghe tiếng nhạc con vẫn đây chưa? Mình đến được nhà của nhân vật đặc biệt. Ở đây chị muốn giới thiệu rồi. Rồi. Mời cô. Hồng hồng dạy
trong cái ca trù ạ, thì những người chính với nhau thì là có một người đánh trống và một người đánh đàn đáy và một ca nương, là bộ ba ấy bao giờ cũng phải đi với nhau. Ba chị em chúng tôi đã quen nhau và làm việc với nhau và ở với nhau cùng một thành phố, cùng một tỉnh Nam Định, cùng một đoàn chèo Nam Định. Đến nay là 50 năm, hơn 50 năm rồi. Ngày đó em coi nghe thì nó lại có cái làn điệu khác. Nó cũng là ca trù như vậy nhưng làn điệu khác. Nhiều. Em vẫn không tính được cái nhịp của nó chị ạ. Ca trù này không có nhịp mà lại là có nhịp. Trong ca trù nó có tới 20-30 làn điệu. Thế nhưng mà người ta hay sử dụng nhất là cái hàng làn điệu hát nói. Tại đâu sao hát mà lại nói, tức là ví dụ như cái bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết đấy. Bài Hồng Tuyết đấy là cái bài mà người hát nói mà rất nhiều người biết. Người ta dùng từ nó phải là ngấm, làm cái nghề hát phải ngấm. Bởi vì bây giờ ngay bây giờ ở Nhạc viện Hà Nội hay các một số các nhạc viện lớn ở thành phố và ở nước mình là cũng đã có dạy ca trù đâu, mà toàn học các nghệ nhân, chưa có một bản nhạc nào ghi về ca trù cả. Ngày xưa các cụ chỉ gậy là dành 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 dành, nhưng bây giờ bọn anh ước nghệ gọi là tròn lê son tròn tan 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 tan. Còn những người nào mà là người ta không biết nhạc thì mình đàn đây có rồi, có rồi đây 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 đây, để cho nhau dễ hiểu. Ví dụ như là ông này nè, ông đánh tại sao ông cứ gõ thế này. Các cụ ngày xưa là cái ông này ông chủ chi, thế mà tôi mà hát hay mà đàn mà giỏi là ông thưởng thưởng một cái này chi một thẻ. Cái thẻ này là có giá trị tiền của nó. Cái thẻ này là bằng tre cho nên mới gọi là trù. Thế cho nên là gọi là ca trù. Cái thẻ này là thẻ một thẻ này giá trị ngày xưa là một xu hai xu một đồng hai đồng đó. Thế cái cô ca nương này, cái hội này này mà được nhiều thẻ thì ông này cho nhiều tiền. Và ông ấy thế này là một cái mà ông sướng quá, ông hai cái là ông phải chi hai đồng. Bởi vậy em cứ nghĩ mãi từ sau này chứ không phải là em ngồi em tính mãi mà không ra. Tính mãi xem bao nhiêu thẻ. Dạ vâng. Cách đặc trưng nhất của để phân biệt ca trù là gì ạ? Cái anh ca trù ấy nó chỉ sử dụng có một cây đàn đáy này, nó không có một cái loại đàn có sáu nhị nào vào. Và cái ca trù nó cũng nghèo nàn về giai điệu, nó chỉ có khoảng 20-30 làn điệu. Anh ấy chỉ một là anh đứng ở cửa đình, anh ấy hát, anh đeo cây đàn và ca nương hát. Hai là anh ấy ngồi như thế này, còn anh ấy không có diễn một cái tích trò gì cả. Tất cả đều là một văn thơ. Ca trù là bác học, bác học từ những câu thơ đó. Những cái người nghe đó, cái người nghe đó đủ cái điều kiện để mà thẩm thấu tất cả những cái âm sắc của cái ca trù, nó mới là cái khó. Chứ còn chèo thì lại đại trà, cải lương thì đại trà, đơn ca tài tử nó đại trà. Nhưng cái này đấy, nó cũng kén khách, kén người làm nghề, kén người hát. Cho nên mới gọi là đây là nghệ thuật bác học. Dạ vậy bây giờ nếu mà các bạn trẻ mà muốn tìm học ca trù á thì cần phải chuẩn bị cho mình những gì? Thứ nhất là phải có cái tâm yêu nó đã, yêu nó, thích nó đã thì mới học được. Chứ đừng nói rằng ca trù này tôi học để tôi đi hát, tôi lấy cát xê. Đừng nghĩ như thế. Không bao giờ nghĩ như thế. Chỉ nghĩ rằng đây là vốn của tổ tiên ta, của ông cha ta để lại, là hơi thở của đất nước. Cho nên chúng ta, những người lớn tuổi, những người trung tuổi, những người trẻ tuổi, phải có ý niệm rằng ta hãy giữ lấy nó. Mà giữ lấy nó không phải sách vở ghi được, giữ lấy nó phải trong tâm, trong đầu. Cái đó là truyền miệng. Điều thứ hai là thôi thì giọng tốt thì hát hay, mà giọng không tốt thì ta vừa vừa gọi là ta biết hát thôi. Chứ ta không yêu cầu phải là giỏi. Ta không yêu cầu ta thành ca nương, nhưng học để biết. Dạ bây giờ thưa cô, thưa chú, con được biết về ca trù thì rất là mong muốn được một buổi để học. Dù con biết là một buổi này thôi mình vẫn chưa hát được hay đâu. Thế hay quá, hoa nô. Phù hợp không khí thì cô Liên với con đi thay đồ cho giống luôn được không? Hồng hồng tuyết tuyết. Bắt đầu hát. Khó dữ vậy. Quéo liền.
rồi thì từ cái đó mình sáng tạo ra cái luyến biết thì cái âm chủ của nó là phải đến chữ chi chi, nhưng mà trước khi đến cái chữ chi chi thì chi chi đó tự mình cái người hát á là phải sáng tạo ra cái ngân ấy. Không, cứ nhờ có Lan Trinh mà cái nét văn hóa này vẫn còn được bảo tồn. Hy vọng là bạn cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp này. Mà Bazo biết ca trù chưa? Tại sao tới là ca trù? Còn Sĩ Thanh hình như là hát nhạc trẻ, cô không có thẩm thấu được dòng nhạc này phải không? Đúng rồi, sao không có thẩm thấu được. Câu lạc bộ thì gồm là những người chính là các cô chú mà mọi người đã thấy rồi đó. Bên cạnh đó là cũng có nhiều các cô chú anh chị mà yêu thích tới đây để tập hợp câu lạc bộ một tháng là một hai lần, để ngồi ngay tại một cái căn phòng đó hay là bất kỳ một cái khu vực nào họ cũng có thể hát lên rồi tập hát với nhau. Và như hồi trước em nhớ là hát bội á, là đúng mình còn có đi biểu diễn cho trung ương, đi biểu diễn các chương trình, chứ còn ca trù bây giờ là chỉ có mọi người tập trung lại với nhau vậy, hoặc là các chương trình họ sẽ mời đặc biệt tới để biểu diễn, nhưng mà không nhiều đâu. Văn hóa Việt Nam đúng không? Không nhiều đâu mà. Ok, cảm ơn cô Lan Trinh rất nhiều. Vậy thì bây giờ tới phần bình chọn. Điểm đi của Bazo là về khắc chữ. 1, 2, 3. Tôi cho đỏ tại vì tôi có quà. Gì kì vậy? Rồi, 4 cái đỏ, 1 cái đen. Anh Thiên Vương dạo này là đồng minh rồi, của em. Rồi, bây giờ là với Trini của cô Lan Trinh. Về ca trù, 1, 2, 3. Hoa hậu thân thiện. Nói chung là đối bản Sơn Thiên Thanh thì em không tiếp thu được cái dòng nhạc ca trù, nhưng mà đối với là tất cả giới trẻ và tất cả nền âm nhạc của Việt Nam thì mình nên duy trì cái truyền thống của ông cha ta hồi xưa, cho nên lý do Sam đưa một đó lên. Ủa nhanh quá, mình có lẹ không? Dạo này tôi lẹ mà. Tôi biết cô mà, cô cần lẹ. Rồi lần nữa em lại đăng quang hoa hậu rồi anh chị ơi. Hai tuần liên tiếp hả? Hai tuần liên tiếp đúng không? Tử của tuần này đã thuộc về hoa hậu Mikulajin. Xin lỗi hoa hậu nhận giải. Trông dễ sợ không? Cho hoa hậu tràn pháo tay. Nói chung là hôm nay chúng ta vừa được xem khắc chữ nè, vừa được thưởng thức ca trù, nhưng mà nhiệm vụ vẫn còn rất là nhiều. Tuần sau sẽ là hai nhiệm vụ bí mật của hai thám tử bí mật. Nếu tất cả quý vị khán giả muốn biết bí mật nhiệm vụ tuần sau là gì thì hãy bật HTV7 lên lúc thứ năm và lúc 22:45 để đón xem du lịch kỳ thú nha. Và chúng ta có kênh YouTube là MCV Media cũng như là HTV Entertainment để các bạn lên xem lại những clip của du lịch kỳ thú mà các bạn bỏ sót trên TV. Đừng quên nhấn nút subscribe. Ngoài ra chúng tôi còn một trang fanpage trên Facebook, đó chính là Du lịch Kỳ Thú. Hoặc là nếu có bất kỳ yêu cầu nào cho những thám tử của chúng tôi, hãy gọi điện về số điện thoại 0989 089 413 nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.